xin chào tất cả bà con. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách ấp trứng làm sao để con chim bồ câu nó nở nhé. Tại vì nhiều người mặc dù là có mua máy ấp trứng đó, có sử dụng máy ấp trứng đó, nhưng mà nó không nở. Hoặc là chim có cồ nhưng mà gần đến ngày nở thì bị ung. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách luôn. Mặc dù là máy ấp trứng này là không phải là cái hiệu quả trái chính nông dân làm giàu của mình đang xài nha các em. Đây là một cái máy ấp trứng cũng rất là ok. Mà nói chung là máy ấp trứng nào cũng được, nhưng mà mọi người phải có cái kỹ thuật thì cái quả trứng đó mới nở được. Thì bây giờ mình cho mọi người xem luôn này. Mọi người thấy đã không? Trứng chim bồ câu nha. Trại này là mình làm cho khách của mình, và mình cũng làm tin nhắn luôn á. Thì cái công năng của nó ngàn cặp á, hiện tại là đang nuôi 500 cặp chim bồ câu ti tha thái số thịt của mình, và mình bao đồ ra luôn á cho mọi người xem trứng này. Số lượng trứng bồ câu của nó là rất nhiều. Cái này là mới đạt nha. Khi mà mình nuôi mà chim bồ câu nó đẻ như này thì mới đạt nha. Còn nếu mà mọi người mà nuôi chim bồ câu mà không đẻ thì mọi người phải xem lại giống của nó. Đây là mình cho ấp trứng gà luôn, trứng chim bồ câu rất là nhiều này. Thì khi mà có những con ở trong này nó nở thì đây này, như con này này, thì mọi người mang ra cho chim bồ câu bố mẹ nuôi nhá. Và nuôi cũng phải có cái kỹ thuật ghép thì bố mẹ nó mới nuôi. Bây giờ mình tạm đóng lại một chút đã. Thì như mình có trao đổi hồi nãy á, là làm sao để cái trứng chim bồ câu nó nở. Thì cái điều quan trọng đầu tiên á, là nếu như mà để chắc chắn 100% quả trứng nó nở, thì khi mà con chim bồ câu bố mẹ nó đẻ xong á, thì mình phải lấy quả trứng đó mình mang vô máy ấp trứng liền. Chứ nếu mọi người mà để nó ấp khoảng 9-10 ngày, ấp khoảng 7-8 ngày hoặc là hơn thế nữa rồi mình bỏ vào máy ấp trứng á, thì có thể quả trứng đó sẽ không nở, tại vì nó bị chênh lệch nhiệt độ. Tại vì cái con chim bồ câu bố mẹ á, cái nhiệt lượng nó tỏa ra để khi nó các cái máy ấp trứng ấy, thì đôi khi là con người rất thông minh, để nhiệt độ 37 độ 5 tương thích với con chim và con bố mẹ, nhưng mà không phải khi nào cái nhiệt lượng nó cũng đồng đều như vậy. Thì thành ra là nếu mọi người là cho nó bố mẹ ấp ấy, thì phải cho ấp luôn. Nếu như mà bỏ vào máy ấp trứng ấy, thì đẻ thì phải mang vào máy ấp trứng cho bố mẹ nó ấp liền. Và thời gian con chim bồ câu bố mẹ nó đẻ thì tầm khoảng là 5 đến 6 giờ tối, thì đến giờ đó thì mình sẽ phải đi lượm trứng chim bồ câu nha. Đây này, hiện tại là mình đang làm video là ban ngày, thì đang là trứng bố mẹ nó chưa đẻ lại đâu. Tại vì chim bồ câu nó đẻ vào chiều tối nha, thì mình phải đi lượm trứng chim bồ câu liền. Đây, quay trở lại cái máy cho mọi người xem. Đây là cái mạch chính của nó bên này. Mà nói chung máy ấp trứng nào thì mình xài cũng được, nhưng mà mình phải có cái kỹ thuật. Bây giờ trở lại cặp chim một con bố mẹ, mình lấy ví dụ đi. Con chim một câu bố mẹ này là tự ấp, không phải sử dụng máy ấp trứng nha. Đấy, hiện tại là nó đang nở đó, nó đang nở một con đó, còn một con là chưa nở đó. Thì mình phải cho nó nuôi luôn, cho nó ấp luôn. Và những con chim bồ câu nào mà sử dụng máy ấp trứng á, thì không cho nó ấp. Cái này là cái điều quan trọng hàng đầu luôn. Còn có một cái điều nữa, đó là nhiều người cứ nghĩ là chim bồ câu nó gần nở rồi, mình ghép ngược trở lại cho bố mẹ nuôi, lại càng sai lầm nữa. Khi mà bỏ máy ấp trứng á, thì nó phải nở thì mình mới mang chim bồ câu con ra cho bố mẹ nuôi nha. Chứ mọi người đừng có làm những cái điều ngược lại. Tại vì như mình nói, chênh lệch nhiệt độ có khi thì chỉ vài cái tắc thôi là chim quả trứng đó nó không nở rồi. Còn có cái trứng không có cổ, mặc dù ghép đúng chống mái nữa và trứng không có cổ, thì mình cần phải kiểm tra là con chim trống đó nó có đạt hiệu quả hay không. Có nghĩa là mình phải theo dõi nó. Đối với những cặp chim nào mà có thể như là một lần, hai lần, ba lần mình thấy quả trứng nó không có cồ, là mình phải xem lại con trống đó. Thì có thể là con trống thứ nhất là quá già, cái thứ hai con trống quá non, đạp mái không hiệu quả,
thì mình phải thay thế nó liền. Và cái kỹ thuật ghép chim bồ câu á, thì nếu mọi người mà chưa rành á, thì mọi người có thể nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thêm mình. Mình sẽ chỉ cái cách ghép chim bồ câu chuẩn 100% luôn nhá, đảm bảo không bao giờ đánh nhau và đạp mái. Thì mọi người có thể nhắn tin và mình sẽ chia sẻ. Còn chim bồ câu ở đây thì chắc chắn là mình áp dụng theo cách là nuôi ba này. Chim rất đồng đều nha. Đây là mình cho ấp bằng máy ấp trứng đó. Chim bồ câu từ khi nở quả trứng ra đến lúc mà mình có thể làm thịt được nó thì tầm khoảng là 25 ngày nha. Có một số con thì 20 ngày mình cũng đã có thể làm thịt được rồi. Cái đồng siêu thịt là vậy, rất là to. Bồ câu ta hiện tại nhiều người hỏi mình là con theo anh có nên nuôi bồ câu ta hay không, thì mình không phải là mình bài trừ cái bồ câu ta đâu, nuôi cũng ok, có thể bay buổi sáng thả lồng bay đi bay về. Nhưng mà cái con chim bồ câu ra ràng á, cái trọng lượng của nó thì tầm khoảng được 2-3 lạng thôi. Còn con chim bồ câu ti tân thái siêu thịt này là trên 5 lạng hết, 5-6 lạng nha. Thì cái chất lượng thịt của nó rất là nhiều, và khi mà mình chế biến các món ăn này trong các nhà hàng hoặc siêu thị thì nhìn con chim nó mới ok, nó mới đẹp. Còn con chim bé này thì nếu mà mình mua là mình cũng rất là ngại rồi. Thì thành ra là chim bồ câu ti tân thái siêu thịt đó, nó trở thành một cái con giống mà được hầu như ở Việt Nam mình đang rất là đón nhận cái dòng ti tân thái siêu thịt này. Và cái màu lông, cách nhận biết bồ câu ti tân thái siêu thịt đó, thì mình cũng đã làm video rồi. Còn nếu ai mà chưa biết cách nhận biết thì có thể hỏi cho mình. Ở đây là mình đang nuôi 3 tầng luôn nhé, nuôi 3 tầng. Nuôi bồ câu nó có một cái hay, có nghĩa là nó tiết kiệm được rất nhiều diện tích. Ví dụ là 100 cặp đi, mình lấy ví dụ 100 cặp nha, thì mình chỉ cần khoảng 20-30 m² thôi là mình có thể nuôi được cái số lượng lớn đó rồi. Tại vì mình ghép trồng lồng lên nhau, và cái lối đi mình không cần chừa lối đi lớn nữa. Nên là nếu mà so về nuôi gà, nuôi con heo, nuôi con bò thì nuôi chim bồ câu nó có một cái lợi thế là như vậy. Cái thứ nhất là mình nhanh thu hồi vốn, tại vì hàng tháng mình đã có chim bồ câu ra ràng mình bán rồi. Còn nuôi gà 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng, nuôi bò 1 năm, 1 năm rưỡi, nuôi heo cả năm mình mới có thu. Thì thành ra là nuôi con chim bồ câu đó, mình cứ tính đi xem mình có nói đúng hay không nha. Còn cái việc mà ấp trứng như mình đã trao đổi hồi nãy, cái máy này, nhiệt độ, độ ẩm là nó hiển thị ở những cái bộ, cái bảng điều khiển trung tâm này hết rồi, máy nào cũng được. Tại vì ở Việt Nam mình á, có rất là nhiều hãng sản xuất máy ấp trứng, nhưng mà mọi người phải căn cái nhiệt độ của cái máy đó hoạt động đúng 37 độ 5 hay không, độ ẩm của nó và những kỹ thuật để mình khi mình bỏ quả trứng vào thì nó mới thành công được. Nếu mọi người không có kỹ thuật thì dù có máy xịn đến đâu, đắt tiền đến đâu thì quả trứng đó đôi khi nó sẽ bị ung, nó bị hư. Đây, cho mọi người xem lại, mình rất là thích khoe trứng chim bồ câu này. Nhiều quả trứng này mình bỏ lên đây nha, đây là trứng gần nở đây, đây là trứng chim bồ câu gần nở. Trên này thì đang nở rất là nhiều nha, trên này đang chim bồ câu đã nở rồi. Những quả trứng gần nở thì nó mổ cồ như này này, nó mổ quả trứng ấy. Mình cầm có cảm giác động đậy luôn. Quả này là khoảng chiều nay sẽ nở. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Và mọi người nếu mà có thắc mắc hoặc hỏi thêm gì mình thì có thể comment ở bên dưới kênh của mình. Và tất cả các hạ tầng của mình là nông dân làm giàu. Và xin chào tạm biệt tất cả mọi người nhé.